tất cả các bạn. Hôm nay công ty sẽ cho ra mắt và xin giới thiệu đến các bác mẫu đèn năng lượng mặt trời mới nhất này, xịn nhất này, đặc biệt ạ, không cần cắm điện hay là sạc điện mà đèn vẫn sáng bình thường, tiết kiệm 100% chi phí tiền điện và cực kỳ cần thiết tiện dụng cho mọi gia đình. Và đây là mẫu đèn em muốn giới thiệu đến các bác mọi người nhá. Đó, cái mẫu đèn này nó được cấu tạo bởi 100 cái đèn led nhỏ bên trong đây ạ. Đó, nó được liên kết với nhau và nó chiếu sáng cực mạnh luôn các bác nhá. Bên ngoài thì nó được bao phủ một cái lớp bảo vệ cho nên là chống nước tuyệt đối này, mưa bão này, sức bền của nó cực kỳ cao các bác nhá. Riêng mẫu này thì sử dụng thoải mái cho em luôn mọi người nhá. Đó, cái góc chiếu sáng của nó thì là 270 độ. Góc chiếu sáng 270 độ. Phạm vi chiếu sáng của em này cực kỳ lớn luôn các bác nhá, lên đến 80 khoảng cách chiếu sáng là 80m. Đèn sẽ sáng liên tục từ 10 đến 12 tiếng vào ban đêm và nó tự động tắt vào ban ngày các bác nhá. Đó, mẫu này công suất của nó là 55W này, pin là 1800mAh và chống nước, chịu ảnh hưởng của mưa bão tuyệt đối. Đặc biệt đèn này nó có 3 chế độ chiếu sáng tự động mà những cái mẫu đèn khác trên thị trường hiện tại chưa làm được các bác nhá. Và bây giờ thì em sẽ test luôn cho bác trong ánh sáng cũng như là trong bóng tối của đèn luôn các bác nhá. Đây ạ. Hiện tại trong bóng trong ánh sáng khi mà các bác nhận hàng ạ, mọi người test đèn thì các bác che cái phần năng lượng pin năng lượng mặt trời này lại cho em nhé các bác nhá. Đó, che cái phần pin năng lượng mặt trời này lại cho em ạ. Đó. Ấn nấc đầu tiên thì nó sẽ là cái mức chiếu sáng mạnh nhất của đèn. Nó là mức chiếu sáng mạnh nhất và khi nào có người đi qua bóng đèn, cách bóng đèn 3m thì đèn sẽ tự động bật lên sáng trong vòng 20 đến 25 giây và tự động tắt khi người đi qua. Nấc thứ hai là nấc ánh sáng mờ. Nấc này cũng tương tự như nấc đầu tiên nhưng mà nó là ánh sáng mờ các bác nhá. Đó. Và nấc thứ ba nó là ánh sáng này, là ánh sáng full cả đêm. Có nghĩa là nó sẽ chiếu sáng cả đêm luôn các bác nhá. Khi nào mà trời sáng hoặc là có ánh sáng mặt trời thì đèn mới tự động tắt và tự động nạp năng lượng mặt trời các bác nhá. Và bây giờ em sẽ test trong bóng tối cho mọi người xem cái đèn nó sáng cực mạnh như thế nào mọi người nhá. Đó. Đây ạ, nấc đầu tiên đây ạ, mọi người nhìn nó em nhá. Đấy, sáng cực kỳ là sáng luôn đó. Nấc đầu tiên đây ạ, nó cực kỳ sáng luôn, sáng mạnh nhất. Và khi nào người đi đến gần đèn, cách đèn 3m thì nó tự động sáng trong vòng 20 đến 25 giây và tắt khi người đi qua các bác nhá. Đó. Tương tự nấc thứ hai là ánh sáng mờ cũng vậy. Đây ạ, ánh sáng mờ cũng vậy các bác nhá. Đó. Và nấc thứ ba đây ạ, nấc thứ ba là nấc ánh sáng cực mạnh. Đó, nấc ánh sáng cực mạnh và sáng full cả ban đêm mọi người nhá. Và sáng full cả ban đêm. Khi nào mà trời sáng hoặc là có ánh nắng mặt trời thì đèn nó tự động sáng lên, thì đèn nó tự động nạp năng lượng mặt trời các bác nha. Đó, riêng cái mẫu đèn này thì mình lắp được ở tất cả mọi nơi luôn các bác nhá, lắp được ở tất cả mọi nơi luôn, ví dụ như là ở vườn này, ở khu đô thị này, đường phố này, thôn xóm này, trường trạm xung quanh nhà, mình có nhu cầu lắp ở đâu thì lắp ở đó. Một bộ đèn như thế này thì nó đầy đủ và bao gồm các thiết bị như thế này. Đầu tiên ạ, bên ngoài của nó sẽ đầy đủ thông số kỹ thuật. Bên trong của nó đầu tiên là hai cái đinh vít mọi người nhá. Đây hai cái đinh vít để khi nào mình sử dụng đâu mình bắn vào đó nhá. Hai cái đinh vít đây ạ. Đó. Bên trong là đèn này, đèn được bao bởi một cái lớp xốp bọt cực kỳ là chắc chắn luôn, đảm bảo cái độ bền khi đến tay các bác đèn sẽ không bị vỡ hay bị làm sao cả. Tiếp theo là một cái tờ hướng dẫn sử dụng cho bác nào mình chưa biết sử dụng hoặc là chưa biết cách lắp đặt như thế nào thì mình sử dụng giùm em.